Chào anh em, lại tiếp tục là một mẫu cần chất lượng tới từ hãng Ryobi mọi người ha. Đây là Ryobi Black Owl, dịch ra tiếng Việt là cú đen đó mọi người. Mình cũng không biết tại sao cú đen mà nó lại nhấn cái cán này là màu xanh nữa mọi người. Cái này phải gọi là cú xanh nó mới đúng ha. Thì cái cây cú đen này nó cũng hoàn toàn tương tự những cái mẫu Ryobi giá mềm mềm mà mình có giới thiệu tới anh em, như là Ryobi Osaka nè, rồi Ryobi Carnelian nè. Nó cũng giống như vậy thôi mọi người. Cái phôi cây này, cái đường kính phôi của cây Black Oak này nó hơi to hơn một chút so với Osaka mọi người ha. Nếu như Osaka nó thiết kế một cách đầm, nhìn nó đầm, thì cái cây này nó lại theo cái phong cách là khỏe khoắn trẻ trung mọi người ha. Trên cái phần tay cầm phía dưới và cái ốp tay ở phía trên thì nó trang điểm một cái phần này nó, đây là xốp mọi người nha, xốp đen, nhưng riêng cái chỗ mà trang trí này nè, nó dạng như là cao su á, cầm rất là chắc tay mọi người. Nó còn có khắc luôn cái vảy cá mọi người ha. Ồ, cây này có bộ phong thủy lắm á anh em. Anh em nào mà thích những cây cần mà nhìn nó vừa trẻ trung một chút mà nhìn nó phong thủy như thế này, nó khắc hẳn cái vảy cá lên, nó cúng cần luôn nè anh em, yên tâm sử dụng nha, bao lóc luôn đó. Anh em đi cầm cây này đi quýnh là khỏi sợ lóc luôn, nó dán luôn cái vảy cá luôn cho anh em rồi á. Cán nhưng là cán hở như là những cái dòng cần dựng phổ thông mọi người ha. Bát máy của cây này là bát thường, không gì đặc biệt. Đánh giá công bằng một chút thì bát này mình không thích lắm. Nhìn cái bát này, chỗ phần thiết kế chỗ bát này mình thấy nó không đẹp. Được chỗ này nhìn nó đỡ nè. Còn riêng cái phần bát này thì mình nhìn thấy bình thường mọi người nhé. Giá thành nó cũng tương tự như Ryobi Osaka thôi. Thì mình có gì mình sẽ cập nhật chi tiết ở giá cả ở trên tiêu đề hoặc là ở dưới phần thông tin mô tả đó cho anh em theo dõi ha. Dàn khoen của nó là khoen Fuji chân cao mọi người ha. Đây, mình sẽ quay chậm chậm chi tiết về cái vân này, thì mình tạm gọi nó là vân caro đi ha. Thì cây này nó cũng thuộc loại là phôi 2X mọi người nhé. Cái mức độ tải chì mồi của cây này khá là trung thực nha. Bây giờ sẽ quay chỗ phần thông số kỹ cho anh em xem cái nè. Phần thông số này nó để là cái mức độ tải chì mồi nó rơi vào khoảng 240 gram, thì cây này nó sẽ đánh gọi là đẹp nhất là từ cỡ nho 4 tới nho 6 mọi người ha. Nó rất là thích hợp để anh em đi đánh cá hồ, đánh cá thịt đồ này nọ. Còn về cái mức tải cá của nó thì nó ghi là BE8. BE8 tức là nếu mà chúng ta quy đổi ra nó khoảng 50 bao, thì thật sự cái này nó diều cá mình nghĩ nó sẽ 50 bao nó sẽ vất vả mọi người, không tới được. Cái này thì mình cung cấp thông tin một cách gọi là trung thực nhất có thể để cho anh em yên tâm sử dụng ha. Cái này mình khuyến cáo anh em gọi là diều cá này nọ thì thích hợp nó chỉ rơi vào khoảng là 12 15 kg ở dưới nước thôi, mà chúng ta phải diều một cách từ từ mọi người nhé. Đối với những cây giá rẻ này thì anh em không nên ẩu ha. Đó, mình thì mình luôn khuyến cáo một cái mức gọi là thật sự an toàn mà mình biết để cho anh em xài nó một cách bền bỉ cái sản phẩm. Mình vui nhất là anh em đi câu rồi anh em báo cá về cho mình thôi. Cái đọt cây này nó sẽ rơi vào khoảng 3 ly 6, 3 ly 8. Cái này thì nó cũng hoàn toàn là tương tự như cây Ryobi Osaka thôi, cho nên mình cũng sẽ không đo lại làm gì cả, vì mình biết chắc chắn là cái đọt nó rơi vào tầm đó rồi mọi người nha. Đọt khá là cứng, thì cái độ cứng này nó ghi là XXXH, nhiều chữ ít quá đọc méo mồm luôn á. Về cây này thì mình cũng không có gì để chém gió nhiều tới anh em. Chủ yếu là cây này thì nó mang một cái tông màu tươi trẻ, khỏe khoắn thôi ha. Dàn khoen thì ăn tiền được cái chỗ là dàn khoen Fuji chân cao, thì nhìn nó cây cần nó thanh mảnh hiện đại. Màu sắc của cần thì phối một cái màu trẻ trung cho những anh em sôi nổi ha. Cây này thì sẽ, nếu anh em đi câu sông đồ này nọ thì cây này nó là một cái cây cần tương đối là sang chảnh đó mọi người, tương đối là chảnh ha. Thì nếu anh em đi câu sông mà anh em quýnh chì á, thì anh em cứ căn cứ theo cái mức tải chì 240 gram, thì anh em quýnh có thể tối đa lên tới được khoảng gần 300, nhưng mà mình khuyên anh em là không nên đánh chì quá nặng mọi người nhé. Đánh chì quá nặng thì nếu mà anh em lỡ mà quăng ném với lực lớn mà anh em đánh hơi gắt cần á, thì nó cái khả năng nó gãy đọt là rất nhiều. Cho nên là anh em đánh chì ở mức vừa phải thôi, 200 300 gram gì đó thôi, mà đánh cũng tương đối cứng tay mọi người nha, đừng đánh ẩu nha. Rồi, không có gì chém gió nhiều thì mình quay một cách chi tiết nhất có thể từ cán cầm nè. Cái kết của mình ở chỗ này đó chính là nhờ hai cái phần vảy cá cao su này, nó làm nó rất là bám tay mọi người.
cầm nó không trơn trượt luôn á, nó còn bám hơn cả cái phần xốp này nữa nha, cầm cực kỳ chắc tay luôn á. Màu sắc bên ngoài cái này á, mình quay vô cái video cho nên là nó hơi bị lệch màu một chút, màu ở bên ngoài nó không giống cái màu nền cỏ này đâu mọi người, nó sáng rực rỡ hơn một chút nha, nó dạng màu xanh chuối non á, xanh chuối non, nhìn bên ngoài đẹp lắm. Chỗ này thì màu chân thực nè, cái này do ánh sáng thôi chứ không phải là mình chỉnh sửa video gì đâu nha, do ánh sáng nó bị sai màu, chủ yếu là do camera của máy nó gọi là phần cứng của nó không có được thu cái màu sắc, nó không được chân thật. Màu này ở bên ngoài nhìn đẹp lắm, chuối nâu. Vì là một cây cần carbon hoàn toàn cho nên là nó có cảnh báo nguy hiểm mọi người nha. Đây là đang cao điểm mùa mưa bão nhiều. Nếu anh em đi câu vòng vòng khu vực Sài Gòn thì hiển nhiên những cái tòa nhà xung quanh nó đã gắn trụ thu lôi hết rồi thì không sao. Còn nếu anh em câu ở bờ sông mà xung quanh quang cảnh của chúng ta không có cái gì cao hết thì anh em tuyệt đối không nên cầm những cây cần câu ra ngoài mà đánh lúc trời giông bão nha. Nguy hiểm lắm mọi người ơi. Đi câu giải trí thôi, chúng ta vẫn phải đảm bảo cái sự an toàn cho bản thân. Rồi mình cũng quay chi tiết cho mọi người hết rồi nhé. Mình nói thêm một chút là cái cây này, cái dạng nó là ngọn cắm vào trong gốc mọi người ha. Thì anh em có thể để ý một tí ở những dòng cần dựng mà nếu mà ở cái khúc cuối của cái ngọn nè, nó có trang trí ở đây. Và ngay trên cái phần trên cùng của cái khúc gốc nó cũng trang trí ở đây. Thì có nghĩa là khi mà cái phôi chúng ta lắp vào mọi người, nó sẽ còn thừa một cái đoạn láp mọi người ha. Anh em đừng có chơi lấy giấy nhám chà để nhét nó vào hết nha. Đó, nó sẽ phải thừa một cái đoạn láp như thế này. Thì cái đoạn láp này nó chính là cái đoạn dự phòng để sau này anh em xài nhiều năm nó sẽ mòn cái chỗ này thì nó có thể sẽ đi vào dần dần. Nói thì nói vậy thôi chứ thật sự là anh em xài chắc cũng chục năm á thì nó mới đi vào gọi là một vài cm ha. Cho nên là anh em tuyệt đối đừng vì mà nó để cho tụi nó khích nhau mà anh em chà nhám cái đoạn này để anh em nhét vào cho sát nha. Lúc đó là cây cần của chúng ta sẽ hỏng mọi người nha. Đây là cái này mình nhắc cho những anh em nào mà chưa từng xài những dòng cần dựng thôi chứ thật sự như anh em xài những cái phôi cắm trong như thế này đã quá quen thuộc rồi. Thiết kế của nó luôn luôn là như vậy mọi người ha. Rồi, thì anh em muốn mua hàng thì có thể chạy qua shop Yuka của mình hoặc là tiệm của chị Tuấn Hàng Xanh ha. Thì địa chỉ liên hệ và số điện thoại chi tiết mình có để trên màn hình đó mọi người.